Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel Funny Duffy. Những thông tin về Shane với Kick trong chapter 1076 sắp tới thật sự thú vị, không thể kiềm chế cảm xúc. Vì thế đây là video cập nhật thêm một vài thông tin mới, tôi sẽ cập nhật mọi thứ nhanh nhất có thể tới các bạn. Và điều này chỉ dành cho một số chapter nào thật sự hấp dẫn giống như 1076 sắp tới. Theo đó chúng ta đã có thêm một vài thông tin về Kick với Shane. Trong khi Shane đang ăn bánh uống trà chém gió với những người khổng lồ, bao gồm cả Brogy và Dory, thì Kick cùng đồng đội cũng đã tiếp cận bờ biển Elbat. Trước đó ở nhà tù Udon tại Wano Cook, Kick đã tiết lộ với Caribou và Luffy rằng cánh tay của mình bị cục không phải là do Big Mom mà là trong một trận chiến với bàn tóc đỏ. Thông tin quan trọng nên nói lại lần thứ hai, cánh tay của Kick bị chém đứt trong một trận chiến với bàn tóc đỏ. Tức là chưa chắc Tứ Hoàng Shane tóc đỏ đã chém bay cánh tay của Kick mà có thể là một chư hi nào khác dưới trướng của Shane. Và giờ thì trong chapter 1076 sắp tới, theo người cung cấp thông tin thì Kick đã tiết lộ rằng cánh tay của mình không phải bị chém đứt bởi chính Tứ Hoàng Shane tóc đỏ. Nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là một chư hi nào đó dưới trướng của Shane, có thể là Ben Batman, là Yasop hoặc là Lucky Roo, hoặc là một ai khác đã chém bay cánh tay của Kick, chứ Shane chưa cần ra tay. Và những gì mà Kick vừa tiết lộ này là một minh chứng không thể nào tuyệt vời hơn cho nhận định của Rang Neil trước đó về bàn tóc đỏ. Cụ thể, thiền viên của Tứ Hoàng Shane tóc đỏ là những người cực kỳ trung thành, và các chư hi Ben Batman, Lucky Roo, Yasop là những nhân vật rất mạnh mẽ và mức tiền truy nã của các nhân vật này cũng rất cao. Đồng thời, trước khi tới Wano Cook thì Kick cũng đã thức tỉnh được trái quỷ tự tính Ziki Ziki. Tức là sức mạnh của Kick lúc đánh nhau với bàn tóc đỏ cũng chính là thứ sức mạnh đã hạ gục Big Mom ở Wano Cook. Điều này có nghĩa, trong bàn tóc đỏ có ít nhất một chư hi mạnh ngang ngửa hoặc thậm chí là còn nhỉnh hơn cả Kick ve chai của hiện tại. Quá kinh dị cho bàn tóc đỏ. Không những vậy thì dường như Tứ Hoàng Shane tóc đỏ cũng đã biết việc Kick ve chai tiếp cận hòn đảo Elbat, nên đã liền sai Rockstar đi tới gặp Kick với tin nhắn cho Kick hai sự lựa chọn. Chúng ta chưa biết hai option mà Shane đưa cho Kick là gì, nhưng khả năng cao là sẽ như thế này. Hello Kick baby, chúc mừng chú đã đánh bại được mụ già Big Mom. Nếu chú đã tới đây thì anh sẽ cho chú hai sự lựa chọn, còn lựa chọn như thế nào thì tùy chú. Một là ngay lập tức rời khỏi Elbat, hay là nếu chú bước thêm bước nữa, coi như là tuyên chiến với bàn tóc đỏ. Và lần này thì chú có muốn mắc luôn cánh tay còn lại không? Và điều làm tôi tò mò đó là Kick sẽ phản ứng giống hệt như cái cách Rockstar đưa cho rau trắng bức thư của Shane 2 năm trước, hay sẽ nghiêm túc suy nghĩ về nó một cách đầy lo lắng. Dù sao thì những hành động của Shane rất ra dáng của một ông trùm thật sự, nhẹ nhàng, đơn giản nhưng dễ khiến người khác nổi da gà. Tiếp theo là một thông tin khác ở SH. Theo đó thì tiến sĩ Vegapunk dường như vẫn còn rất khỏe mạnh, lành lặn khi ông đang nói về những phiến Bonneglitch. Không biết Vegapunk đã đề cập tới những khía cạnh nào của Bonneglitch, là cách chế tác hay làm thế nào mà chúng lưu lạc ra thế giới bên ngoài như hiện tại, hay sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu Vegapunk biết vị trí của phiến Rock Bonneglitch cuối cùng. Một vài thông tin bổ sung cho chapter 1076 sắp tới. Hy vọng anh em thích video này, đừng quên like, đăng ký kênh, bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.